Lạnh lùng, bản lĩnh và chính xác đến từng pha xử lý, gã đấu sư điều khiển sợi xích hắc ám bình tĩnh kết liễu sát thủ đơn độc, rồi thản nhiên ngoảnh mặt đi. Cũng phải thôi, cần gì phải khoa trương, Hạ Cỡ Chi phải vui mừng, bởi đó đã là lần thứ tư Akali vùng vẫy tuyệt vọng và khuất phục dưới sợi xích của kẻ phá xiền mang tên Silas. Gã tù nhân bất kham này dường như đã hợp thể với sát thủ trước màn hình, Diaz Zeka. Cho dù phía bên kia chiến tuyến có là Final MVP chung kết thế giới 2021, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới sát khí ngút trời của đường giữa lần đầu đến với sân khấu liên minh huyền thoại lớn nhất hành tinh. Có lẽ chính chàng kỵ sĩ Ngân Long Scout khi ấy cũng bàng hoàng trước khí thế bất kham của hậu duệ Thành Long. Rốt cuộc, Zeka chính thức ngồi vào ngai vàng đường giữa, tạc tên mình vào vương vị của những Midland xuất sắc nhất thế giới. Đó là dấu ấn rõ nét đầu tiên mà Zeka đã điểm tô trên bầu trời tinh tú của liên minh huyền thoại, nhưng cũng là điểm sáng chói lọi nhất mà chàng trai có gương mặt sát thủ tạo ra sau nhiều năm phiêu bạt. Đã 2 năm kể từ ngày Zeka cùng tập thể DRX viết nên giai thoại lịch sử ở một kỳ chung kết thế giới, người hâm mộ liên minh huyền thoại mới có thể chứng kiến một trong những đường giữa có đỉnh cao khủng nhất lịch sử trở lại giải đấu quan trọng số 1 của năm sau mùa giải thảm họa đầu tiên ở Hanwha Esports. Lùi một bước để tiến hai bước, ZK 2024 là một phiên bản hoàn thiện hơn, mang tâm lý của kẻ bề trên, gánh trên vai tự tôn của hạt giống số 1 khu vực để chinh phục danh hiệu vô địch thế giới thêm một lần nữa. Thời thế đã xoay vần, con người cũng khác. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, chiếu spotlight tới ZK để xem ZK và Hanwha Esports có những gì đáng chú ý trong hành trang bước đến lục địa gia. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và sub cho Lu, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về liên minh huyền thoại. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. ZK tìm được Chu Vi và chức vô địch cho Hanwha Esports. Với danh xưng đường giữa số 1 thế giới vào thời điểm bấy giờ, đồng thời ẵm luôn chiếc cúp cá nhân Play of the Year tại LCK Award, cả ZK lẫn những người dõi theo anh đều tràn trề hy vọng vào một mùa giải mới thành công nối tiếp thành công. Bản thân chàng tuyển thủ trẻ hiểu rõ, bộ sưu tập danh hiệu của anh vẫn còn quá thiếu sót nếu chỉ sở hữu một chiếc cúp vô địch chung kết thế giới. Khát khao chinh phục những đỉnh cao mới khiến ZK mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng những người đồng đội. Cuối cùng, những bất ổn từ thượng tầng DRX đã khiến mọi chuyện chẳng đi đến một cái kết nào. Đội hình nhà vô địch thế giới tan đàn xẻ nghé, ZK dứt áo ra đi cùng với Kingen cập bến Hanwha Esports. Dưới màu áo của đại gia LCK, anh cùng Kingen mong muốn viết tiếp câu chuyện của riêng mình, bên cạnh những mảnh ghép mới chất lượng không kém là người đi rừng Clit, thần tiễn Viper và hỗ trợ Life. Họ được kỳ vọng sẽ là làn gió mới, phá vỡ thế đua song mã giữa Genji và T1 trong xuyên suốt nhiều mùa giải. Thế nhưng chao ôi, kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Đoàn quân áo cam chỉ dừng chân ở vị trí thứ tư ở giải mùa xuân và vụt mất tấm vé đi chung kết thế giới tại giải mùa hè. Đây là một kết quả khó lòng có thể chấp nhận với một đội tuyển sở hữu tới 3 người từng lên ngôi vô địch thế giới. Tuy nhiên, nó lại hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Hanwha Esports phô diễn xuyên suốt mùa giải năm ấy. Hanwha Esports, hay nói chính xác là Viper Esports, không có bản sắc, cũng không có một chút tinh thần của một tập thể đoàn kết, lại còn vướng phải những rắc rối ngoài lề, nên việc ngồi nhà xem chung kết thế giới cũng là điều dễ hiểu. Xét về mặt cá nhân, 2023 là một năm đáng quên với chủ nhân ngoại trang DS Akali. Không còn Silas và Akali, ZK dường như không tạo một điểm nhấn đáng kể nào. Bể tướng hẹp làm cho ZK loay hoay tìm kiếm bản thân trong mọi ván đấu. Nửa cuối mùa giải 2023 chứng kiến sự thay đổi lớn khi vai trò của trục mid rừng ngày càng trở nên quan trọng. Liên kết giữa người đi đường giữa và người đi rừng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cục diện trận đấu. Khu rừng Hanwha Esports vốn luôn bất ổn, thật khó lòng giúp ZK tìm lại chính mình, chứ khoan nói đến tỏa sáng gánh đội. Mùa giải 2023 trôi qua, kết cục tan rã của Hanwha Esports là điều tất yếu. Nhưng rồi trong số những nhân tố của đại gia bảo hiểm, ngoài Viper ra, người được thượng tầng quyết tâm giữ chân lại chính là đường giữa của họ. Ban lãnh đạo đội tuyển đặt niềm tin tuyệt đối vào ZK. Họ không giấu khát vọng tái thiết đội hình dựa trên đường giữa và xạ thủ, bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa đáng quên của nhà vô địch thế giới 2022. Niềm tin đó đến ngày hôm nay đã được ZK chứng minh rằng không đặt sai người. Bước vào mùa giải 2024, đường giữa của Hanwha Esports đã cố gắng rất nhiều trong việc mở rộng bể tướng, vốn là một điểm yếu của anh. Thuần thục sử dụng xạ thủ đường giữa như Koki, Tristana, quen thuộc với những Yone, Akali, song ZK cũng thi đấu tròn vai khi mang ra những quân bài pháp sư truyền thống. Kết thúc LCK mùa xuân 2024, ZK chễm chệ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng MVP, qua đó chứng minh sự tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước.
Khi meta mùa hè cho phép những xạ thủ khuấy đảo trục mid, JK như cá gặp nước, thoải mái thể hiện những phẩm chất tinh túy trong lối chơi. Tuyệt vời hơn là nhà cựu vương thế giới cũng hoàn toàn làm chủ được những kèo đấu khắc chế xạ thủ, khiến Hanwha Esports thoải mái triển khai cấm chọn có lợi cho các khu vực đường khác. Sự thay đổi tích cực từ JK kết hợp với đội hình vào form chuẩn chỉ của Hanwha Esports đã giúp Sakam lần đầu tiên có mặt tại trận đấu cuối cùng của LCK kể từ khi thay tên đổi họ. 2 năm kể từ trận chung kết lịch sử ở San Francisco, JK đã trở lại đấu trường mình từng rực sáng chói lọi theo một cách không thể ấn tượng hơn. Giành lấy vị trí hạt giống số 1 từ tay bầy hổ Genji, phần đông giới mộ điệu đã dự đoán về một trận chung kết dễ dàng dành cho nhà đương kim vô địch, qua đó giúp họ củng cố vị thế ông vua quốc nội với 5 chức vô địch LCK liên tiếp, đồng thời tiến một bước nữa tới việc hoàn thành bộ 4 danh hiệu cao quý nhất trong năm. Kịch bản ấy đẹp, nhưng thật đáng tiếc lại chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước, bởi người nở nụ cười cuối cùng là JK và tập thể Hanwha Esports. Người ta nhắc nhiều về sự trái ngược giữa Chovy và JK, khi một người 7 năm ròng vẫn chưa thể nếm trải dư vị chiến thắng tại trận đấu đỉnh cao nhất đời tuyển thủ dù liên tục vô địch quốc nội, trong khi người còn lại chỉ cần một trận chung kết đã thành danh, mặc cho bộ sưu tập danh hiệu chẳng có lấy một chiếc cúp nào khác. Tuy nhiên, phép so sánh này đã không còn cân bằng sau chiến thắng cảm xúc của những thiếu gia Hanwha trước Genji Esports tại chung kết LCK mùa hè 2024. Cặp BO5 nghẹt thở kết thúc với tỷ số ấn định 3-2 nghiêng về phía Hanwha Esports. Vinh quang chính thức quay về với tổ chức có tiền thân là Rock Tiger. Chiến thắng này chẳng những nổ chiếc hũ 19 trận thua liên tiếp trước Genji, đánh dấu cột mốc đáng nhớ cho đội tuyển nhà giàu, mà còn là lần thứ 2 JK giành chiến thắng trước đường giữa Chovy. Hai cái tên tưởng như không có quá nhiều duyên nợ này đã đối đầu với nhau 14 lần và đường giữa của Hanwha Esports chỉ thắng 2 lần, song cả hai đều đánh dấu những cột mốc chói lọi trong sự nghiệp. Nhìn cái cách Tristana bỏ qua trụ hạ sát Corki rồi đơn giản quay đầu dậm nhảy tên lửa bỏ đi, hay một Yone uy vũ càng quét tuyến sau của địch một cách ngang tàng, khán giả theo dõi trận chung kết LCK mùa hè 2024 giật mình nhận ra JK 2022 đã thực sự quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Trên thực tế, sự hồi sinh này đã hiện hữu rất rõ ở cặp trận chung kết nhánh thua với T1. Chẳng phải Viper, hạt nhân trong lối chơi của nhà hàng Hoa, mà chủ lực quan trọng nhất, nhân tố được dùng nhiều tài nguyên nhất để gánh đội, chính là JK. Hai lần đặt chân vào chung kết, 2 chiếc cúp, 1 final MVP. Có lẽ trong biên niên sử hào hùng của tựa game, không có nhiều tuyển thủ đạt được hiệu suất chiến thắng tuyệt đối tại chung kết như JK hiện tại. Trở lại với sàn diễn mình từng oai phong áp đảo mọi đối thủ, JK phiên bản 2024 không còn là cái tên vô danh bị nhiều người đánh giá thấp. Anh là Final MVP LCK mùa hè, là đại diện số 1 của Hàn Quốc đến chinh chiến tại Berlin, là đứng giữa có bể tướng trải dài đa dạng. Cho dù Riot đã có những điều chỉnh để giảm sức mạnh những vị tướng xạ thủ đi đường giữa, đồng thời tạo điều kiện cho những pháp sư quay trở lại, song điều đó cũng không quá ảnh hưởng tới bản thân JK, bởi anh không còn là boy 200 như cái cách một số người thường chế giễu trong quá khứ. Rõ ràng trong lần tái xuất tại sân chơi Liên minh Huyền thoại lớn nhất năm, câu chuyện của cá nhân JK đã trái ngược hoàn toàn với cú Miracle Run kỳ ảo ở San Francisco năm nào. Không còn sắm vai người thách thức, anh giờ đây chính là một kẻ mạnh, sẵn sàng hủy diệt những vật ngãn đường. Bá khí áp đảo của JK chính là yếu tố khiến Hanwha Esports có quyền tự tin chinh phục danh hiệu mà 8 năm trước Rock Tiger đã để vụt mất. Nếu như ngày trước, đường giữa của Rock, Kuro luôn tỏ rõ sự bất ổn trong những thời khắc then chốt, đặc biệt là khi đối đầu với quỷ vương bất tử Faker, thì hiện tại JK chính là một phiên bản khác, cứng rắn hơn. Anh đã đối đầu, đã áp đảo, đã chiến thắng những midlane kỳ cựu như Sahu hay Scout, cũng đã từng khiến quỷ vương phải ôm hận. Vậy nên trong sự nghiệp của JK gần như không tồn tại khái niệm khắc tinh. So với những Chovy hay Nai, sự lì lợm, bản lĩnh đến đáng sợ của JK chính là điểm khác biệt lớn nhất. Tất cả đã khiến trục giữa của Hanwha Esports vững như bàn thạch, tạo điều kiện cho người đi rừng bị nết thoải mái tung hoành trên khắp bản đồ, tạo ra biến số với phần còn lại. Việc Hanwha Esports đến với chung kết thế giới 2024 không khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng việc họ là đại diện số 1 của Đại Hàn Dân Quốc thì lại là một dấu ấn đậm nét. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của JK và những người đồng đội, nhưng nó vô hình chung cũng đặt lên vai họ khối áp lực khổng lồ. Danh hiệu hạt giống số 1 LCK trước nay vốn luôn đi kèm với rất nhiều kỳ vọng. Nó như con dao hai lưỡi cản bước các đội tuyển chạm tới ngôi vương thế giới. Vậy nên các thiếu gia hàng hoa sẽ phải cố gắng rất nhiều để chứng minh thực lực của mình trên trường quốc tế. Song với người hâm mộ của đương kim vô địch LCK cũng không nên quá lo lắng, bởi họ đang có hai cái tên bảo chứng uy tín. Sự chắc chắn của Viper cùng với phong thái tự tin ngút trời của JK
sẽ thúc đẩy tinh thần tập thể Hanwha Esports, khiến họ tỉnh táo và gạt đi bài toán tâm lý muôn thuở. Binet, hậu duệ cuối cùng của bầy hổ trắng, không còn cô độc trên hành trình chinh phục danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp. Bởi giờ đây, anh đã có một JK vững vàng với kinh nghiệm vượt chông gai cùng một anh già để lên ngôi vương thế giới. Chúng ta có thể cảm nhận rằng Hanwha Esports 2024 là những mảnh ghép quá đổi hoàn hảo, gắn kết từ trong trận đấu tới ngoài đời. Quả thực, giữa một môi trường luôn tạo điều kiện cho bản thân tỏa sáng, JK cuối cùng cũng đánh thức được bản năng săn mồi mà người ta tưởng như anh đã bỏ quên ở sân khấu ngập tràn hào quang 2 năm trước. Sức mạnh tình bạn lại một lần nữa thúc đẩy mãnh thú bên trong, giúp anh tìm thấy chìa khóa khai mở phiên bản JK, thậm chí còn hoàn thiện hơn cả JK 2022. Vậy nên, không có lý do gì mà chúng ta lại không trông chờ vào màn trình diễn của Final MVP LCK mùa hè 2024 trong kỳ chung kết thế giới ở trời Âu.